Sáng nay ngày 16 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển DP EcoPark tổ chức lễ khởi công công trình trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Thị Một, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc. Đến dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc. Về phía lãnh đạo tỉnh Long An có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Long An, nhà tài trợ cùng đông đảo thầy cô và học sinh nhà trường. Công trình xây dựng mới trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Thị Một được khởi công là sự nỗ lực rất lớn đến từ các cấp lãnh đạo, các ngành địa phương, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển DP. Qua sự vận động của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương đã luôn đồng hành vì sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Công trình có tổng diện tích gần 2,4 hectare, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.900 học sinh. Khối nhà chính có 2 tầng, gồm 25 lớp học và các hạng mục, hành chính quản trị, nhà truyền thống, nhà đa năng. Thay mặt anh Tư và nhân dân cá nhân tôi, thì xin được chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước và địa phương, các nhà tài trợ lớn và các nhà tài trợ khác, cũng như là lãnh đạo các cấp của tỉnh nhà, cũng như là bà con nhân dân đã hết sức là dành hết tâm huyết, nhiệt tình, tình cảm và cái sự cống hiến của mình cho sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh nhà. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với tấm chân tình của đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đồng chí nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và sự đồng hành của nhà tài trợ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển DP đã luôn quan tâm đến công tác phát triển kinh tế, an sinh xã hội và nhất là sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh nhà. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cộng đồng và sự quyết tâm của mình, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư Phát triển DP và đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Contechcon sẽ triển khai xây dựng ngôi trường không chỉ đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà còn là điểm nhấn kiến trúc mang phong cách EcoPark với sự tiên phong đảm bảo về chất lượng, hiện đại và thân thiện với môi trường. Tất cả chúng ta đều quyết tâm và kỳ vọng công trình sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 1 năm 2025 theo đúng kế hoạch đã được đề ra. Về xây dựng công trình trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Thị Một sẽ góp phần tạo thêm một môi trường học tập hiện đại chất lượng cao cho học sinh của địa phương và là tiền đề giúp trường phát triển theo mục tiêu trở thành trường tiêu chuẩn quốc gia, đào tạo nhiều thế hệ học sinh tài năng trí tuệ, xứng danh ngôi trường mang tên nhà hoạt động cách mạng Nguyễn Thị Một, nguyên chánh văn phòng xứ ủy Nam Bộ, người con ưu tú của quê hương Cần Giuộc. Hôm nay thật sự em rất là vinh dự khi được có mặt tại lễ khởi công của trường mình. Một môi trường mới được đổi mới sẽ có nhiều cơ sở vật chất hiện đại cũng như là một môi trường học tốt hơn. Các bạn học sinh có thể được tỏa sáng tài năng của mình, khai thác nhiều điểm mạnh khác nhau. Không chỉ mình em mà còn các anh chị, các bạn học sinh của trường trung học cơ sở trung học phổ thông Nguyễn Thị Một đều cảm thấy là hạnh phúc và rất là vui khi được sống ở trong môi trường mới. Điều mong mỏi nhất của thầy trò trường tôi thì muốn là công trình sẽ sớm hoàn thành để đưa vào cái việc giảng dạy để mà giúp cho cái việc học tập của các cháu được tốt. Và cũng thay mặt lãnh đạo của trường cảm ơn các bác nguyên lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh, huyện, các ban ngành đoàn thể trong thời gian qua đã hết sức hỗ trợ giúp đỡ trường. Và chúng tôi mong rằng là chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để giúp cho cái công tác giáo dục địa phương được nhiều cái kết quả tốt. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Thị Một sẽ góp phần giải quyết tình trạng khó khăn về cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện, gắn với thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững.